Rồi mình bắt đầu bài nha. Hả? Có hả? Bữa nhớ chưa trời, không biết nữa. Nhưng mà code nó nặng lắm, tại có hình trọng á, up lên YouTube nó không được. Gửi file nha. Gửi file cũng được. Nè, cái ủa này 10 hả? Lâu rồi. Tại vì nó có cái hình trong này nè nên nó xóa hình đi ha. Bị lỗi rồi, nó gấp tốc lên gấp không được. Nó kêu là tất cả mọi thứ đã được update rồi mà. Gấp tốc con nào. 12 mới hãy lắp đây. Chưa up hả? Chưa up. Hả? Bữa mình có file mới nào không? Bây giờ nén lại nha. Xong rồi gửi file nén đi. Tại vì nó có thêm một hình trống cho nên nó nặng, nó không được. Hôm bữa trước mình làm tới đâu ta? Trang chủ xong chưa? Trang chủ nè, đọc cái thể loại này ra rồi nè. Bây giờ forex dưới đây để đọc các cái loại tin nữa, đúng không? Nó giống y chang như trên cái menu này nè, các bạn làm được không? Không được hả? Trên này đọc thể loại rồi dưới là đọc loại tin đúng không? Bây giờ mình cũng vậy, thể loại rồi dưới này là loại tin nè. Nhiều quá không biết cái nào là cái nào hết. Mail đi ha. Đợi xíu nó lên rồi nha.
Trong lúc mình đợi thì mình sẽ làm cái chỗ này nè, đọc các cái loại tin ra ở đây nha các bạn. Mở cái tra bài của mình lên đi, mở project của mình lên đi nè. Ở cái view là trang chủ thì hôm trước mình đã đọc các cái tin xem nhiều nè, thể loại. Bây giờ mình sẽ đọc các cái loại tin ra ở cái LI này đúng không? Loại tin thì mình chỉ để cần một cái thôi. Mở tab PHP ra đây. Dùng một cái gọi là cái biến mà để cắt cái loại tin này nè. Loại tin bằng cái thể loại TL trỏ tới tên loại tin. Đúng không? Sau đó là dùng cái array loại tin để cắt ra. Sau khi cắt thì mình sẽ được một cái mảng, cho nên mình sẽ for x nó. For x cái biến là array loại tin. Hết cái gì ta? Dora loại tin ha. Loại đi. Không có đóng tắt PHP ở đây, mà sau khi for list xong mình sẽ đóng cái tắt PHP ở dưới này. Bây giờ mình sẽ echo cái loại, thay vì mình echo cái giá trị mặc định của người ta. Rồi có rồi thì mình refresh lại xem nào. Đó, nó ra được các cái loại tin của cái thể loại đó. Thấy không? Nhưng mà nó bị so le, nó không có so, nó không có bằng bằng nhau. Cái này các bạn tự custom được, chỉnh CSS thôi hả? Không thì các bạn để như thế này cũng được. Read more in business thì không cần thiết, mình có thể bỏ đi ha. Mình chỉ đọc các cái thể loại nó, sau rồi đặt có cái loại tin. Bây giờ nếu mà khi mình trỏ vào một cái loại tin ở đây thì nó mở ra trang chi tiết. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái việc là làm cái trang chi tiết này được không? Mình cần truyền cho nó cái ID loại tin cho nó thì nó mới mở ra cái trang mới cho mình. Xem lên chưa nào. Rồi sao đây? View hả? Fan view hả? Đúng không? Mà link, copy link đó rồi. Copy bắt cho các bạn nha. Không biết trong driver. Rồi các bạn lên download về đi làm tiếp cái phần ở chỗ này nữa là xong rồi, là xong cái trang chủ. Bây giờ trang loại tin thì mình cần truyền cho mình sẽ đặt các cái tin thuộc cái loại mà người dùng chọn, chọn cái công chọn của chủ tới đúng không? Thì mình cần truyền cho nó cái ID để mà mình lấy thêm các cái tin tức nó lên. ID loại tin. Để mà truyền được cái ID loại tin đó thì mình còn phải viết lại câu truy vấn của mình. Tại sao? Tại vì ở đây mình chỉ mới lấy được cái tên của loại thôi mà chưa lấy được cái ID của nó, đúng không? Mình chỉ mới lấy được cái tên để mà mình hiển thị ra đây. Bây giờ mình cần lấy thêm là cái ID nữa để mà mình trỏ vô thì nó chạy sang cái trang ID cho mình. Mình sẽ gắn cái đường dẫn trước nè. Trang single ha. Trang gì? Trang thai ha. Chấm PHP. Refresh xem nào. Bây giờ mình trỏ vào giáo dục nè. Ủa sao nó lại đi đi về rồi?
Rồi, trang thai, sorry, mình không có gọi trang thai mà mình sẽ gọi cái trang là loại tin.php nha. Tại sao mình không gọi trang thai? Tại vì thai nó đang nằm ở trong view thì mình không gọi nó, mà mình gọi cái trang là loại tin.php thì từ loại tin.php nó mới gọi sang cái view thai. Được không? Lại nha. Loại tin này. Đó, bây giờ mình sẽ thực hiện cái việc là đọc các cái tin tức ra ở đây và fix cái lỗi chỗ này nữa. Cái lỗi này là không có menu. Đúng không? Không có menu nè. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái việc fix cái lỗi này giống như hôm bữa trước mình ở trang chủ và cái trang liên hệ ở đây đó nhá. Thì mình phải truyền cho nó một cái biến để fix cái lỗi chỗ cái menu này nè, thì mình cần phải truyền cái biến thể loại sang cho nó. Được không? Ở cái trang là menu thì xong. Bacon Trailer ha. Đây, get loại tin, mình chưa có truyền cái thể loại sang cho nó, cho nên bây giờ mình phải truyền thì nó mới hiểu, chứ không là nó sẽ báo lỗi như thế này. Thấy không? Nhìn thấy không? Tương tự thì mình sẽ là sao? Tạo một cái biến đô la thể loại bằng đô la this ha. Trỏ tới là get menu. Tại sao mình biết this trỏ tới get menu? Tại vì trên này mình đã viết một cái phương thức là get menu mà. Cho nên ở đây mình chỉ cần gọi this trỏ tới get menu thôi, và mình sẽ truyền qua cho nó là một cái array ha. Cho cái thể loại này vào một cái array. Array data đi. Arr data cho nó giống trên nha. Bằng array tên là thể loại, và truyền vào đây nó sẽ trỏ tới là cái biến thể loại của mình. Sau đó ở đây mình sẽ truyền qua view cái biến array data. Được không? Rồi refresh xem nào. Nó là tự nó có, không cần phải làm cái gì nữa hết, tại vì cái menu này mình đã lập nó ở bên cái view menu rồi. Mình truyền cho nó cái biến là nó sẽ tự qua. Tương tự thì get detail các bạn cũng truyền luôn đi ha, để tránh trường hợp nó báo lỗi. Cả get login và send up, sign up. Truyền qua tất cả các biến array data luôn. Rồi, refresh lại thì nó vẫn bình thường, đúng chưa? Tức là ở cái view nào các bạn cũng phải truyền cái biến thể loại này qua, chứ không là khi bạn đi qua cái view khác mà nó có cái menu thì nó không biết cái biến thể loại ha. Các bạn truyền hết vô. Rồi bây giờ mình sẽ viết một cái câu truy vấn mà cho phép nó lấy tất cả các cái tin tức của cái thể loại khi mà của cái loại tin khi mà mình truyền cho nó cái ID. Mình sẽ viết ở model. Hoặc là ở đây các bạn có thể tạo một cái file model mới, không viết ở file base model này nữa. Tại vì mình muốn phân biệt ra là cái model nào dành cho trang chủ, rồi model nào dành cho trang trang chi tiết. Model nào dành cho trang loại, bạn có thể tạo cái model mới ha. Hoặc là bạn viết chung ở đây cũng được, không có sao cả. Nhưng mà ở đây bây giờ mình muốn ghép, muốn tạo một cái file mới đi. Thì mình sẽ new file, đặt tên là bay model là nó. Bây giờ loại tin ha, và model. Bạn có thể viết chung ở bay model cũng được ha, nhưng mà tại vì mình muốn code của mình nó được phân chia theo từng trang cho rõ ràng, cho nên mình mới tạo một file mới. Bạn có thể viết chung cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái, mình trước tiên là mình include cái database này vô đã. Mở tag PHP ra. Rồi, in lưu cái database này vô. Tiếp theo thì tạo một class tên là loại tin model. Loại tin gì? Loại tin model ha. Extend, nó cũng kế thừa từ cái database. Rồi, ở cái class này mình sẽ viết cái phương thức mà nó đọc dữ liệu từ cái bảng là tin tức ha, từ cái bảng tin tức lên. Mở PHP mặt min lên trước nè.
Bây giờ mình sẽ đọc các cái tin theo từng cái loại, được không? Trang loại tin mình sẽ đọc tin theo loại, cho nên mình sẽ cần phải truyền cho nó một cái tham số gọi là ID loại tin, được chưa? Thì mình sẽ viết một cái phương thức kiểu public ha. Function ở đây mình ghi là get, get gì đây? Get loại tin theo cái ID, cho nên mình ghi by là ID, được chưa? Get loại tin by ID tức là lấy, không đặt cái tên dài, tên dài nghe không đúng. Get tin by ID loại ha, theo ID loại tin đó. Rồi thì mình cần phải truyền cái tham số là ID loại cho nó thì nó mới lấy được, đúng không? Tại vì thí dụ như mình select sao from tin tức where ID loại tin bằng một cái tham số nào đó mà người dùng truyền vào mà, cho nên ở đây mình cần truyền một cái tham số là ID loại. Câu truy vấn mình sẽ được viết như sau: select, mình sẽ select tất cả đi, from cái bảng là bảng tin tức. Rồi mình có một cái điều kiện where cho nó là ID gì đây, trong này đặt là ID loại tin đúng không, thì bạn cũng ghi là ID loại tin bằng nè, bằng cái tham số mình truyền vào, cho nên ở đây mình truyền vào cái ID loại ở đây, được chưa? Giả sử như ở đây bạn truyền tham số là 1 đi thì nó sẽ lấy tất cả các cái tin tức của cái loại tin là 1. Rồi bạn truyền vào 2 thì nó lấy tất cả các tin tức của loại 2, đúng không? Cho nên mình cần truyền vào một tham số. Tiếp theo ở đây mình sẽ là $this. Cho tới phương thức là set query. Rồi return cái gì đây? $this sẽ cho tới. Set query thì bạn cần truyền vào cái tham số là $SQL cho nó nha. Return $this sẽ trở tới phương thức là load on round. Rồi đối với cái phương thức mà có truyền tham số là ID loại vô á, giống như ở bên cái database này nè, cái phương thức là load on round, thứ nhất là cần truyền tham số thì bạn truyền cho nó cái tham số vô đây, đúng không? Cho nên ở cái model này mình cần truyền cho nó một cái tham số là array ha các bạn. Array là ID loại tin, $ID loại. Các cái buổi trước thì mình làm cái này không có truyền tham số, tại vì mình select tất cả, không có cần phải phân biệt ra. Còn bây giờ mình đang có quyền truyền một cái tham số vô đây, là một cái option ha, một cái option bên này nè, cho nên mình cần phải trỏ tới load on ra và truyền cái tham số ở đây. Tham số ở đây bên này nó là array đúng không? Cho nên ở đây bạn cũng truyền vô cái array. Array ở đây có một tham số là, giả sử như bạn select thêm một cái điều kiện nào nữa đó đi, thì bạn đưa cái tham số này ở đây, và tương tự thì array này bạn phải truyền đi hai cái tham số, hai cái phần tử trong cái mảng. Rồi chưa? Sau khi viết được model rồi các bạn vào controller để mà viết cái phương thức gọi cái model này trả dữ liệu về cho view. Ở đây các bạn có thể tạo một cái controller mới giống như model, hoặc là các bạn viết chung cũng được, viết chung cũng được ha, hoặc là tạo một cái mới cho nó riêng lẻ ra từng cái trang cụ thể của mình. Mình lưu một cái file đặt cái tên là loại tin controller. Loại tin controller thì nó sẽ tương tự như bay controller, cho nên mình cần require cái controller. Và thay vì mình require cái bay model thì mình sẽ require cái loại tin model, đúng không?
require cái gì đây? Mình sẽ require cái model, rồi duyệt cái gọi là bay loại tin model .php. Tiếp theo sao nữa, mình sẽ tạo một class, class tên là loại tin controller, sau đó tạo phương thức gọi cái model đã được lượng vào trong view, giống y chang như lúc kia mình làm đó. Sau đó tạo cái class, tạo một cái gọi là class là một cái đối tượng ha, cái lớp đối tượng class này. Class này tên là loại tin, loại tin controller. Cái này nó cũng sẽ extend từ cái gọi là controller, từ cái controller này nè. Nhớ các bạn, tại vì mình đang cần cái sử dụng cái phương thức load view của nó mà, cho nên mình sẽ kế thừa từ nó. Rồi ở đây mình sẽ tạo một cái phương thức function là get gì đây, get loại tin ha, get tin theo loại đó. Theo loại ghi tiếng Việt nha các bạn. Rồi nó cần truyền một tham số, cái phương thức mà get loại, get tin theo loại này nè, bạn có thể truyền tham số cho nó cũng được ha. Tuy nhiên là mình sẽ không có truyền tham số cho cái function này, mà mình sẽ tạo một cái biến để mà nó get cái ID mà người dùng truyền và truyền vào cái model này. Cái trang này nha, giả sử như mình vào trang loại tin, người ta có thể truyền là cái ID bằng, ví dụ như truyền cái ID bằng 1 đi, tức là sao? Mình sẽ lấy tất cả các tin tức thuộc cái loại 1, được chưa? Người ta truyền ID bằng 2 thì mình sẽ lấy các cái tin tức của loại 2. Cho nên ở đây mình cần tạo một cái biến là ID loại trước nè. ID loại bằng cái gì? Bằng $get của cái biến là, giả sử như mình truyền trên cái URL là ID đi chẳng hạn. Được chưa? Sau đó mình sẽ tạo một cái biến gọi là model bằng gì? New của cái model loại tin, model loại tin ha. Rồi tạo một cái biến là tin theo loại bằng nè, $model của mình sẽ trỏ tới, cái phương thức gọi là get tin theo loại. Và cái tham, cái getting theo loại này cần truyền vào một tham số, và tham số ở đó là cái ID loại mà mình đã lấy từ trên URL về. Được chưa? Tới đây có ai thắc mắc gì không? Ta? Hiểu không? Sao nữa? Sau khi có được kết quả rồi thì mình gọi cái view để cho nó trả cái data này về cái view cho mình. À sorry các bạn. Sorry. Có một cái điều thắc mắc chú ý ở đây, nhầm. Tại vì ở đây mình đang gọi cái, mình đang tạo một cái controller mới rồi, trong khi là cái trang hôm trước mình đã gọi cái loại ở đây, đúng không? Cho nên bây giờ các bạn có thể không cần gọi ở đây nữa, xóa đi và gọi nó bên này nè. Thay cái này, thay tất cả vô. Sorry nha, quên. Nó bát nó vô đây, bỏ cái này đi. Tại sao? Tại hôm trước mình viết nó ở bay controller mà mình gọi nó mà, trong khi bây giờ mình viết ở một cái loại tin mới, mình gọi cái view đó luôn. Cho nên các bạn không nên là, không nên là viết khác mà viết chung vô. Quên ha, nhầm ha, xin lỗi các bạn. Sau khi mà có rồi thì mình sẽ truyền cái tin theo loại này chung với, cho nó vào cái data trước đã ha. Tên là tin theo loại. Rồi cái này sẽ trỏ tới cái biến là tin theo loại.
hay là các bạn không có tạo cái file controller mới cũng được, tại vì mình muốn có rõ ràng thôi à. Bây giờ mà các bạn đi ra bên ngoài gọi cái nó refresh lại cái bay kia thì nó không có chạy đâu nha. Tại sao nó không chạy? Tại vì cái bay controller mình đã bỏ mất cái model, cái function là get time rồi, cho nên nó sẽ không chạy nè. Mình refresh nè, nó báo nè, trên cái bay controller không có cái phương thức là get time. Bây giờ mình không có gọi từ bay controller nữa, mà mình sẽ gọi từ loại tin controller, được không? Mình sẽ sửa nó ở đâu? Sửa nó ở cái loại tin này nè. Mình đang in lưu controller và bay controller đúng không? Bây giờ mình không in lưu cái này nữa, mà mình sẽ in lưu là loại tin controller. Cái file là loại tin controller, và mình new cái loại tin controller get time nó ra. Refresh nè. Không biết biến ID, tại vì mình chưa truyền ID cho nó. Thí dụ mình truyền ID bằng 1 đi. Loại tin get menu line 14. Loại tin get menu. Tại vì ở đây mình đang gọi là $zip cho tới get menu nè, đúng không? Mà mình chưa có viết cái phương thức get menu ở đây. Thay vì như thế này nó sẽ làm đi làm lại một cái thao tác, thì bạn viết chung trong mỗi controller cũng được nha các bạn. Thôi lỡ rồi thì mình cũng viết cái phương thức get menu đi đã. Ở những cái trang sau thì mình không có nên viết như thế này nữa, tại vì nó sẽ lặp đi lặp lại đó. Bay model not found, loại tin line 8, loại tin line 8, bay model. Bay model thì mình cần phải in lưu cái bay model vô. Bay model nó bị trùng cái in lưu này nè. Nó báo nè, không thể lặp lại hai cái class database một lần. Tại sao nó lại báo như thế này? Tại vì model này bạn đã in lưu cái class database rồi, trong khi loại tin mình cũng in lưu cái class database nữa, cho nên nó báo bị trùng. Bây giờ để tránh bị trùng thì sao? Mình còn một hàm là rewrite one by model, loại tin model. Loại tin này, loại tin model và bay model nó cùng in lưu cái last database rồi. Mình dùng in lưu one xem sao ha. Dùng in lưu one là sao? Tức là khi mà nó in lưu một lần rồi thì nó không in lưu nữa. Đó, trang của mình nó đã chạy được ha. Nếu mà bạn dùng in lưu á, thì nó chỉ in, nó có bao nhiêu cái thì nó in lưu hết vô. Còn in lưu one hoặc là rewrite one, ngoài ra còn có rewrite one ha, là nó mà có rồi thì nó không có in lưu nữa, nó không có bị dư. Được chưa? Rồi tới đây thôi. Rồi khoan, hãy truyền cái view qua. Kịp không? Không. Nhanh quá hả? Tới đâu rồi các bạn, làm tới đâu rồi? Mua code ha. Các bạn làm đến chỗ nào rồi? Rồi rồi, nói lại. Hồi nãy là nó báo, nó báo cái lỗi là không thể mở cái bay controller để mà lấy cái model đúng không? Thì các bạn vào cái loại tin.php nè, các bạn in lưu cái loại tin controller vô trước đã. Mở ra in lưu cái này trước. Tiếp theo thì ở dưới hôm trước thì mình new bay controller đúng không? Bây giờ các bạn new loại tin controller để mà lấy cái phương thức get time. Để lấy cái phương thức get time là tại vì hôm trước get time nó nằm trên bay controller mà. Bây giờ mình đã cất nó bắt vào bên kia rồi, cho nên mình phải mở lại. Cái này nó sẽ bị làm có, cho nên thay vì đó các bạn tạo một cái file controller thôi, thì mình không có tạo hai cái chứ bên đâu.
chưa, tới cái chỗ đó xong chưa? Xong rồi thì nó cái báo cái lỗi gì nữa chạy ra đi xem. Thank you.
không gọi tới viết hai mà bạn sẽ gọi đi vào cái loại trình controller đi rồi viết tin theo loại chứ không gọi viết hai nữa, tại vì bên kia bạn đang tạo viết hai mà bây giờ trong này không có cái nào viết hai hết là mình viết theo loại đúng không, thì bây giờ mình gọi viết theo loại copy cho hoặc là bạn bay cần trưng lên nữa. Xem vô bạn nói sao? Mở cái select chỗ ở bên. Là trên model hả? Xem chưa? Bạn nhớ là chỗ này còn truyền một cái tham số nè, thì ở dưới này bạn mới gọi và sử dụng nó được nha. Chứ bạn không truyền thì bạn không có sử dụng được đâu. Rồi chưa? Ở đây các bạn nhìn thấy nè. Mình đang là truyền cái tham số, nếu mà bạn không truyền tham số vô á thì nó báo lỗi nè, không biết cái biến ID ở line 17 đúng không. Thực ra ở đây chính xác là mình phải cần truyền cho nó một cái tham số, giả sử ID bằng 3 đi chẳng hạn, thì nó sẽ không báo lỗi cho mình. Tuy nhiên là cái tham số mà mình không phải là truyền bằng tay như thế này, mà mình phải gắn link cho nó để mà khi người dùng trỏ vô á thì nó tự có cái ID này mà nó gửi đi đúng không. Thì ở đó mình sẽ truyền nè, ví dụ như mình trỏ vào giáo dục đi thì nó sẽ truyền cái ID của giáo dục sang cho cái trang loại tin.php để mà nó lấy về, được chưa. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành truyền cái ID này vô cái link cho nó. Tương tự thì ở dưới này cũng vậy, ở dưới này mình đang là thể loại rồi loại tin đúng không, mình đang gọi tới loại tin.php thì ở đây bạn cũng phải truyền một tham số cho nó để cho nó cứ mình nhắn vào đây nè thì nó tự truyền cái ID vô đây luôn, chứ mình không phải là ngồi gõ ID bằng bao nhiêu đó, được chưa. Thì để nó biết ID á, đầu tiên các bạn phải viết lại câu select hôm trước chúng ta get cái menu này. Tại sao? Tại vì hôm trước mình cái bay model này nè, mình viết cái câu select để lấy cái thể loại ra, mình chỉ mới có lấy cái tên nó thôi mà mình chưa lấy cái ID của nó. Đúng không? Mình chưa lấy ID mà, cho nên bây giờ mình phải lấy cái ID của nó nữa để mà mình đọc cái tên ra, và khi gắn link thì mình gắn cho nó cái ID vô luôn. Để gắn, để select được cái ID á, thì cái câu group concat này nè, bạn phải viết lại thêm một cái là loại tin chấm ID ha. Tuy nhiên là nếu mà bạn viết như thế này á, thì nó cái câu select của mình không có đúng. Không tin thì các bạn có thể copy cái câu này đi ra MySQL chạy thử để ha. Nó chạy được đó, nhưng mà mình sẽ không biết khi nào là cái ID của cái nào và cái ID của cái đây nè. Nó bạn nhìn thấy cái bên tên loại tin mà lúc mà mình rút con cắt xong mình add tên loại tin đó, bạn nhìn thấy không, giáo dục rồi nó nối với số 1,
Tương tự thì nhịp điệu trẻ nó nối với số 2, du lịch thì nó nối số 3, đúng không? Thì tức là mình đã lấy từng cái thể, từng cái loại tin theo cái tên và theo ID rồi. Tuy nhiên là mình cần phải có một cái gì đó ngăn cách để mà mình mới cắt được cái giáo dục và số 1 này ra. Chứ mình để như thế này thì mình không có lấy được cái nào là ID, cái nào là tên cả, đúng không nè? Thì mình cần phải truyền vào đây một cái gọi là, giả sử như bạn có thể truyền một cái dấu bất kỳ, mình truyền dấu hai chấm đi chẳng hạn. Mình truyền dấu hai chấm ha. Bây giờ mình sẽ có cái câu này và đi vào máy SQL để mình chạy thử. Luôn nè. Đó, khi mà mình truyền dấu hai chấm vô á thì giáo dục nó hai chấm cái ID. Sau đó là nhịp điệu trẻ là tên, xong nó chấm hai chấm cái ID. Rồi sao? Khi mà lúc mà bạn làm cái menu á là bạn sẽ dùng hàm group concat đúng không? Dùng hàm explore đúng không? Để mà cắt cái ID nè, cắt cái gì ta? Cái dấu phẩy này ra thành một cái mảng. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ thu được một cái chuỗi là giáo dục 2.1. Rồi cái mảng thứ hai nó sẽ là nhịp điệu trẻ rồi 2.2. Rồi sao nữa? Rồi du lịch rồi 2.3 đúng không nè? Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cắt cái 2 chấm này ra để cho nó thành hai cái phần riêng biệt nữa. Được chưa nè? Tức là sao? Là mình phải cắt. Đầu tiên là mình cắt cái cặp này, mình cắt từng cái tin cụ thể ra. Tiếp theo thì mình sẽ cắt từng cái ID và cái tên ra nữa. Được không? Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ thực hiện cái menu trước nha. Mình sẽ gắn link cho cái menu trước. Các bạn mở view, sửa lại con select này trước đi đã ha. Sao group concat distinct tên 2 chấm. Tên rồi dấu phẩy. Rồi mở nháy ra 2 chấm. Tới loại tin chấm ID, sửa lại cái câu select này trước đi đã. Bạn nên là lấy thêm cả cái tên không dấu cho nó để mà mình thực hiện cái link thân thiện. Lấy cả cái tên không dấu ha, để thực hiện cái link thân thiện. Bây giờ để lấy cái link không, tên không dấu thì bạn cũng phải hai chấm rồi loại tin chấm tên không dấu nha. Bây giờ mình cũng lấy cái cả cái thêm cả cái tên không dấu nữa nha các bạn. Lấy cho đủ luôn để hôm sau mình không phải sửa lại câu select này nữa. Loại tin chấm nè. Tên không dấu trong này ghi là tên không dấu. Được không? Được chưa? Câu select viết lại. Thêm nè. Đưa đây copy cho cái câu select bát lên giúp luôn. Chứ tránh trường hợp các bạn viết sai là nó không ra đâu á. Cái câu cái hàm group concat này nó đặc biệt vậy nha. Rồi đó, ai mà chưa viết được thì lên trên group mà copy về. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ mà các bạn refresh nè. Bây giờ mà các bạn refresh á thì bạn nhìn thấy cái thể loại nè. Cái thể loại xã hội mà trọ tới giáo dục, rồi trọ tới những cái sau á, bạn nhìn thấy sao? Tại vì hôm trước mình chỉ mới cắt cái dấu phẩy ra hả, đúng không? Mình chỉ mới cắt dấu phẩy để mà nó phân theo từng cái. Bây giờ nó lấy được nè, giáo dục 1 2 chấm rồi cái tên không dấu của nó. Bây giờ tiếp tục mình phải cắt cái dấu 2 chấm này cho nó ra thành mảng nữa. Rồi mình echo chỗ này là cái tên và trong cái link mình sẽ echo cái ID và cái alias của nó. Đúng không? Được không? Hiểu không? Không. Không hiểu hả? Sao lại không hiểu? Vậy ha. Hôm trước là mình chỉ tới lấy cái tên nè. Được chưa? Thì bên cái menu, mở cái menu lên. Mở cái menu lên nó cho nó dễ nè. Hôm trước thì mình lấy được cái tên, chỉ có cái tên ở đây đúng không? Mình dùng cái hàm nè, trỏ tới tên loại tin để mà lấy cái tên. Sau đó mình cắt cái dấu phẩy ra theo từng cái loại tin. Được chưa? Thì nó sẽ, đây nè bạn nhìn thấy, đây nè.
giáo dục 1 rồi dấu phẩy rồi nhịp điệu trẻ 2 đúng không? Mà hôm trước mình chỉ mới có là các cái dấu phẩy thôi, cho nên bây giờ từng phần tử của nó sẽ có là giáo dục 2.1 rồi nhịp điệu trẻ 2.2, giống như bên này nè, giáo dục 2.1, mình lấy thêm alias cho nên nó 2.alias nữa. Bây giờ mình sẽ muốn echo cái tên thôi, thì mình phải cắt cái, dùng cái hàm explore đó, cắt cái 2 chấm này ra cho nó từng cái thành phần cụ thể rồi mình mới echo. Mình chỉ echo tên thôi, không có echo cái ID này nữa. Cái số này là để mình gắn vô cái link nè, khi mà mình trỏ vô nó có thể A đúng không? Nó có thể A đến trang loại tin chấm B hỏi chấm ID bằng bao nhiêu đó. Thì ở đây mình sẽ đưa cái ID này vô. ID bằng phiên bản không nó, mình sẽ không dùng cái mảng để mà lấy. Không phải là không dùng mảng mà mình sẽ gán cho nó một cái biến list ha. Bây giờ mình tạo một cái biến list trong trong PHP á, nó cho mình một cái biến cái hàm list này nè. Nó sẽ gán tất cả các phần tử mà nó cắt được từ hàm explore. Bây giờ mình cắt dấu 2 chấm đúng không? String của mình sẽ là cái dollar value này nè. Đó. Cái hàm list này nó sẽ nhận tất cả các cái giá trị mà người dùng cắt được vào trong này. Bây giờ sao? Mình sẽ cắt, nếu mà dùng dấu 2 chấm để cắt đúng không, là mình sẽ cắt được cái tên, rồi mình cắt được ID, rồi mình cắt được cái alias này, đúng chưa? Thì mình sẽ nhận sao? Nhận cái tên. Tiếp theo thì mình nhận cái ID và tiếp theo nữa mình nhận cái alias. Alias nha các bạn. Tiêu đề không dấu gọi là alias đó. Ha, sao? Ở đây mình không có echo value mà mình muốn echo là echo cái tên, cho nên mình thay cái value bằng cái đây. Rồi, mình refresh xem sao ha. Đó, nó lấy được cái tên thôi. Bây giờ sao? Cái shortcode.html này nè. Bây giờ mình gắn cái link là loại tin.php rồi hỏi chấm cái ID bằng cái $ID này nè. Đúng không? Vì ở đây mình đã echo cái tên rồi thì còn cái ID và alias thì mình để gắn vô cái link thân thiện thôi. Nhìn thấy chưa? Chỗ này là một cái xử lý khá là khó. Tại vì nó là menu hai cấp. Rất khó luôn ha. Nếu mà làm PHP thuần thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Tại sao? Khi mà bạn có cái loại tin ở đây, cái bạn có sẵn ID, bạn viết câu select ngay ở đây luôn, cái nó sẽ không có bị sai. Vì mình làm là theo kiểu hướng đối tượng, code viết ở một nơi, cho nên mình phải viết hết tất cả nó ra rồi mình mới thực hiện in nó ra một lần, cho nên nó sẽ khó khăn hơn ha. Cái hàm list này nè là đang sử dụng trong PHP 5. Nếu mà bạn dùng PHP 7 á, nếu mà bạn dùng PHP 7 thì bạn có thể viết là một cái dấu mảng như thế này rồi truyền ba cái số này vô, thay vì mình dùng cái list không nhớ bằng này nè. Đây là PHP 7 nha. Đây là cái hàm dành cho PHP 7. Nhưng mà ở đây mình đang dùng PHP 5, server của mình đang chạy PHP 5 cho nên mình không có dùng được cái biến này. Cái này là nói thêm thôi, nó báo lỗi ở đây nè. Tại vì supply text nó chỉ hỗ trợ tới PHP 5 hả? Chưa hỗ trợ tới PHP 7 ha. Cái này là nói thêm, bạn nào thích về tìm hiểu PHP 7 thì về tìm hiểu thêm nha. Tức là PHP 7 nó cho phép mình tạo cái biến mảng này thay cho cái hàm list. Được chưa? Chỉ có vậy thôi hả? Nói thêm thôi. Còn bạn sẽ sử dụng cái hàm list này để mà lấy được cái tên. Và bây giờ mình sẽ gắn link ở đây là loại tin chấm PHP hỏi chấm nè ID bằng, đúng chưa? ID bằng ở đây mình sẽ echo cái biến là $ID của mình, đúng không? $ID lấy từ trên này xuống nè. Rồi sao nữa? Refresh xem nào. Bây giờ mình nhắc vô, mình trỏ vô giáo dục này nha. Cái nó lấy loại tin chấm PHP hỏi chấm ID bằng 1 luôn, tự nó lấy. Sao nữa? Du học, cái ID tự bằng 4, được chưa? Bây giờ mình sẽ dựa vô cái ID này nè, mà mình select thì cái phần model này mình đã select theo loại rồi nè, mình đã load được view. Bây giờ mình chỉ cần truyền cái biến đó qua view và mình lập cái các tin nó đổ về nữa là xong. Xong cái trang loại tin, phân trang cho nó nữa ha. Xong chưa các bạn? Làm đến đây đi, tạo cái biến list để mà nó cắt theo cái dấu hai chấm nữa là xong.
bị chậm rồi nha. Lớp sau học tới đâu rồi? Lớp sau đang học tới MySQL rồi. Không, lớp mình còn 2 tháng nữa là kết thúc mà mình chưa học gì xong gì hết. Mình mới làm tới trang này hả? Học quá chậm luôn rồi. Mình còn làm trang admin để mà quản trị cái trang này nữa nè. Sao cho phép người dùng thêm tin rồi, sửa tin, xóa tin rồi, thêm thể loại rồi đó. Sao? Thôi từ tới chỗ này không ai không có ai có thắc mắc gì thì hỏi đi nè. Bạn phải học giỏi cái phần viết cái câu truy vấn MySQL đó ha, thì bạn mới xử lý được cái chỗ menu hai cấp này. Đây nè, cái câu truy vấn này nó không có dễ đâu nha, nó rất khó vì cái hàm group concat này. Sao bạn? Lỗi gì? Bây giờ mình copy nha. Mình chạy này nha. Control A nè, bắt vô. Nhấn go. Đây nè, nó lấy được mà đâu có lỗi gì đâu. Xin mặt, lỗi gì báo lỗi gì? Này lên cho rút nè.
để tiến hành làm cái phân trang. Cái code phân trang nó không có dễ nha, nó còn khó hơn cái này nữa. Cho nên bây giờ mình cũng không nhớ code, cho nên mình sẽ copy nó bắt lên cho các bạn tham khảo trước đã. Cái này là viết hồi quay clip đó. Rồi nó lượt từ lơ hết nha. Nhìn code mà muốn xỉu. Rồi xong chưa? Tới đây đã, khoan hãy phân trang. Bây giờ mình sẽ đọc cái tin tức theo loại trước đã. Mình đã làm tới chỗ là tắt cái menu nha, menu xong rồi. Bay model. Rồi vào loại tin. Loại tin controller, viết thanh. Đây, mình đã truyền cái biến là tin theo loại qua bên view. Đúng nè, ở đây mình viết tin theo loại bằng model tỏ trỏ tới get tin theo loại dừng vô ID là sao. Bây giờ mình đã lấy được rồi, trước khi mình xem thử mình lấy được chưa thì bạn có thể in nó ra ở đây bằng cách là printer cái tin theo loại. Rồi đây, ở đây trước đã, xem thử mình refresh cái tin số 4 này nó lấy được cái gì không. Nó lấy được nè, ID là 121 ha. Rồi 122, 123. Bây giờ giả sử như mình truyền một cái số khác đi, ID là 5 đi chẳng hạn, thì nó lấy cái tin 61, 62, rồi sao nữa, 63. Tức là nó đã lấy được tin theo loại rồi đó, truyền qua view rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lập cái data này, rồi nó sẽ tự in ra cho mình thôi, đúng không? Thông tin thì các bạn có thể copy cái câu select này ra nè. Copy cái câu select này ra, thay vì mình để cái biến ID loại thì bạn có thể viết là bên này mình đang là truyền số 5 đúng không? Bây giờ mình truyền số 5 vô xem nào. Go nè. Thì nó lấy được các cái tin như sau: 161, 162, 163. Các ID đây đúng không? Bạn nhìn qua đây xem nào, cũng là 161 nè, rồi 162 nè, 163 nè, 164 nè, đúng không? Tức là mình đã lấy được data rồi. Như vậy là code của mình đã đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ đi qua cái view tên là type này, mình lập cái data array này. Được chưa? Đi qua cái view tên là type.php. Cái view này nó sao đây? Nó kêu là mở cái gì lung tung này. Không print nó nữa, không có die nó nữa nha. Mà bây giờ mình refresh last new and even. Thì bây giờ mình sẽ ghi là tin tức thuộc cái loại tin tên là tương ứng với cái ID này ha. Last, new và event thì mình ghi là không ghi cái gì hết, mà mình sẽ echo xem bên này nó lấy được cái gì. Cái này khoan hãy viết cái gì nha, ghi chữ new chút đã. Mình sẽ lập data trước rồi mình sẽ xử lý cái phần chỗ này sau. Tại vì sao? Tại vì mình muốn, thí dụ như người ta muốn là người ta trỏ vào nhịp điệu trẻ thì ở chỗ này phải hiện ra chữ nhịp điệu trẻ. Mình muốn nó như thế ha, chứ không có để dữ liệu đỏ tính nữa. Cho nên mình phải viết một cái câu select nữa. Cho nên khoan hãy viết nó mà hãy lập data dưới này trước. Được không? Cái nào mình trên cái trang này nè, là chỗ nào cần hiển thị data thì bạn cứ hiển thị ra hết. Thay vì để cái dữ liệu người ta như thế này nè, thì bạn phải viết lại. Ví dụ như ở đây bạn lấy cái tin của người Việt Nam châu đi, thì ở chỗ này chữ new này bạn thay bằng người Việt Nam châu, cho người ta biết người ta đang đọc cái loại tin nào vậy thôi, cho người ta dễ sử dụng đó. Lập nha, lập thì mỗi tin nó đang là một cái li, bạn sẽ cần giữ lại một cái li thôi, một cái li thôi, và mình sẽ tiến hành for x. Giữ lại một cái lời thôi ha. Mở tag PHP ra và tiến hành for x nè. Hàm for x rất là hữu dụng nha. For x ở đây và không có đóng ở đây, mà mình sẽ đóng ở dưới sau khi mà các data của mình in xong. Đóng ở đây. Được chưa? Bây giờ for x cái gì? Trước khi để biết mà for x cái gì á, thì bạn phải tạo một cái biến để mà nhận cái tin theo loại này trước đã.
Tại vì ở đây mình đang truyền qua cái array data mà nó nhận tới hai cái phần, một cái giỏ truyền đi tới hai phần, thì bây giờ bạn phải phân ra là cái chỗ này nó cần nhận cái phần nào. Tin theo loại ha, tin theo loại mình qua PHP, mình sẽ mở cái tab PHP ở đây hoặc là ở đây cũng được, ở đây đi ha, tại vì nó mở sẵn rồi, cho nên mình mở ở đây luôn. Tạo một cái biến tên là tin theo loại bằng cái gì, bằng cái data của mình, bằng cái biến tên là data, rồi đi vào cái phần tử là tin theo loại chấm phẩy ở đây. Tiếp theo thì for x cái tin theo loại add cái gì đây, add đô la tin đi, rồi sao nữa, khoan hãy làm cái gì, refresh xem nào. Mình lấy được rất là nhiều, là nhìn thấy không, rất là nhiều luôn. Tại sao? Tại vì cái tin của mình, cái tin mà có ai, các cái tin mà có cái thể, có cái ID thể loại là 4 á, là rất nhiều, nhiều lắm luôn ha. Cho nên ở đây mình cần một cái gọi là phân trang cho nó, bài phân trang rất quan trọng ha, nhưng mà code phân trang không có dễ, cho nên các bạn phải chú ý xíu. Bây giờ for x được rồi á, bây giờ in dữ liệu ra đi. For x xong rồi đó, bây giờ chỗ này là content đúng không, thì bạn ghi cái mô tả ngắn cho nó. Chỗ này còn cái hình tin thì bạn echo cái hình cho nó, này còn tên thì echo cái tên, rồi được không, for x xong rồi nè. Có phân trang nhìn ghê quá ha, nhưng mình cũng nhớ nữa, hôm trước quay clip làm rồi bây giờ cũng nhớ rồi. Các bạn in ra, thay vì đang để cái hình tĩnh, cái dữ liệu tĩnh, thì bây giờ các bạn in cái tên của nó, for x ra. Kịp đâu, nhưng mà bút lên GitHub nó lại không nhận. Vậy luôn hả? Bây giờ xem nào, khoan ha, hãy xóa cái hình đi rồi mình bút lên GitHub xem nó được không, xem nó cứ báo lỗi gì biết. Nó bị lỗi gì rồi, khi sao chị? Rồi chị nói gì nói đi, thông báo đi. Chị có FTP hả? Ừ. Trời ơi, sẽ chịu gửi Facebook rồi mà. Mà cái đó em gửi biêu tiếp gì đó, thầy Khoa nhớ viên Khoa phạm cho em demo. Cái gì? Thầy à? ID
đi mật khẩu gì nữa. Cái trang mà vào trang liên hệ mà ủa cho nó muốn hành là trang lại cốt hả? Ai biết thằng Phong này bấm vô làm Phong ảnh cho em, nó cái nó xoẹt cái demo này đúng không? Không phải hả? Cái trang mà em gửi cho chị là khoa phạm chấm bên là quản trị cái phần like code, quản trị cái phần không cái đó là liên hệ like code hả? Ờ đúng rồi, sau này vô chị là like code nữa. Like code với cả liên hệ nè. Là cái đó hả? Biết thì thầy khoa hỏi gì? Biết là khoa phạm là cái gì? Phạm là thầy đó không? Là còn nữa không? Còn quản trị như thế nào không? Không. Cái gì đó thôi hả? Làm đi tự cho bá lên. Để mình đi vào GitHub boot cái code này lên GitHub đã nha. Để các bạn theo dõi kịp có gì lên đó lấy về cũng được. Chưa. Nó sẽ lâu. Gì đó, ai xem clip cái gì đó? Xem đi, clip đó quay dễ làm không cái phần đang học đó. Cho nên các bạn nào không nắm được thì vào đó xem nha. Không cần mua free hết tất cả. Đợi nó chạy xíu nha các bạn. Up lên GitHub á, ai không theo dõi kịp thì lên mở GitHub ra mà đọc có. Mà nhiều quá hả, nhiều hình quá nó không lên đâu, chết rồi. Nhiều hình quá. Hình nè, xóa hình đã nha. Xóa thêm một hình. B khó không các bạn? B khó. B hả? Nhiều khi khó, nhiều khi không. B thì mình thấy không khó. Tại vì mình biết nó thôi. Mình thấy JavaScript khó hơn. Tại vì mình học nó ít hơn. Sao? Cái
Nhưng mà nhiều người học JavaScript họ sẽ thấy JavaScript cũng dễ hơn. Nhưng mà mình thấy PHP dễ hơn, tại sao nó khó vậy đó? Có nhiều phương pháp đó chứ mấy. Function, class. Hết rồi. Function, class là cái khó nhất rồi. Không còn gì nữa hết. Ngày xưa mình thấy nó khó thiệt. Nhưng mà giờ hết rồi. Hồi mình mới học PHP á, học cũng kiểu như thế này nè. Đâu biết gì đâu. Không biết gì hết á. Nhưng mà mình phải tự làm lại một cái trang web thì mình mới nhớ là mình biết cách thực hiện nó thôi. Tự làm lại á. Ví dụ như bây giờ mình làm cho các bạn trang tin tức này đúng không? Các bạn về nhà tạo một cái, lấy một cái website khác, cái HTML khác á, ngồi tự cắt layout, tự làm lại giống cái trang này, rồi các bạn sẽ thuộc, bạn sẽ nhìn thấy nó dễ lắm. Tại sao? Thao tác của mình lặp đi lặp lại mà, đâu có cái gì mới mẻ đâu. Đúng không? Gọi view cũng như đó, truyền tham số cũng như đó, viết câu select cũng như đó, đâu còn gì mới. Về nhà thực hiện lại là các bạn sẽ nhớ bài hả? Còn những người mà giỏi bẩm sinh rồi thì họ học tới đâu họ hiểu tới đó rồi. Không. Mình không phải giỏi bẩm sinh cho nên mình còn phải thực hiện lại ha. Thì ngày xưa lúc nhớ cô, lúc mà mình đi học ở cũng ở học ở trung tâm á, có một cái bạn kia nè, lớp này cũng đông, mà có một cái bạn nam kia nè, bằng tuổi bạn nó giỏi lắm, thầy mà nói cái đó là biết luôn, biết liền luôn vậy á. Đâu có học gì đâu, còn mình đâu biết gì đâu nên mình phải cần học lại. Bây giờ bạn đó hết làm coder, bạn ấy làm bạn khác mà giỏi lắm, hâm mộ lắm luôn á. Bạn ấy giờ hình như làm gì bên Google biết nữa. Cũng lâu rồi không có liên lạc. Làm sale hay là làm cái gì với cả Google á. Mà thầy hồi đó thầy dạy gì á, thầy cho bài tập là làm hết luôn, làm được luôn. Học bên học bách khoa. Giỏi. Mà cả lớp á là chỉ có một mình bạn đó thôi chứ không có ai nữa hết. Cái lúc mà đi thi á, mấy đứa mà làm bài không được hỏi nó, hỏi em đó kêu làm được không, nó kêu nó không biết nữa. Cái mấy đứa kêu là mày không biết ai biết nữa, nói vậy đó. Thiệt mà, nó giỏi, nó thầy làm gì thầy ra gì nó cũng biết hết. Năm 8% rồi nha, đợi xíu nữa. Mà mình bút lên GitHub là không có cái thư mục hình đó, các bạn tự bỏ vô nha, tại vì hình nó nặng lắm, không có lên được. Hình hôm trước gửi rồi. Cái bạn nam đó học ngành khoa học máy tính đó. Học gì trí tuệ nhân tạo gì từ lưa hết đó. Nhưng mà nộp vô đây á, thầy khoa đâu nhận đâu. Bằng còn cấp nhà, chắc để lót chuột. Chắc để lót chuột thôi chứ không làm gì hết. Mà cũng kích đồ lại đàng hoàng lắm nha, không dám bỏ. Biết đâu mai mốt đi xin công ty nó yêu cầu bằng cấp sao. Không, mình đề phòng mà, cái gì của mình à, thì mình giữ. Có
đó mình thấy có nhiều bạn cứ đăng lên group mấy group là hỏi là đi làm thì thí dụ như mới ra trường đi chẳng hạn, làm sao mà để cho người ta trả lương 10 triệu một tháng, dễ không? Mình thấy dễ, mình kiếm cho người ta 20 triệu một tháng đi rồi người ta trả cho mình 10 triệu một tháng. Chứ tại sao thí dụ như bạn kiếm được có 5 triệu tháng mà yêu cầu người ta trả 10 triệu thì tiền đâu họ trả cho mình, đúng không? Kiếm cho người ta nhiều hơn cái số mình muốn đi, rồi mình sẽ tự. Mà hỏi các bạn nha, bây giờ các bạn thấy lương 10 triệu một tháng đối với lập trình viên thì bạn thấy sao? Thấp hả? Bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là vừa? Hai hả? Bây giờ bạn làm được bao nhiêu tháng rồi? Chưa đi làm hả? Đang đi tìm việc hay sao? Hay là học tính học khóa này xong rồi ra tìm việc hả? Lương cô sao cô? Lương cô? Lương cô đủ ăn, đủ sống qua ngày thôi. Lương cô đủ sống qua ngày thôi. Chưa đủ. 10 năm đủ mỗi tháng. Học xong rồi chưa tự tin không dám đi xin việc. Bạn nói mà tự tin đi xin việc thì không ai tự tin hết á. Thiệt luôn. Hồi mình đi xin việc mình cũng đâu tự tin đâu, vô làm đại á. Vô trong quá trình mình hả, mình làm á là mình mới học được thì mình mới tự tin dần lên. Chứ ban đầu bạn nói là bạn tự tin đi làm là không có đâu. Không có ai mà tự tin mà đi làm hết, tại vì mình chưa đi làm mình đâu biết ở trong đó nó làm những cái gì đâu, nó thao tác như thế nào, thì mình phải tiếp xúc với nó, mình quen với nó rồi thì mình mới làm được. Thì khi đó bạn mới tự tin lên. Còn bây giờ mình chưa biết gì nó hết sao mình tự tin được? Không ai tự tin hết á. Cho nên cứ có được kiến thức rồi á là cứ mạnh dạn đi xin việc đi. Không được công ty này thì mình làm cái công ty khác đâu sao đâu. Trong cái quá trình mình làm cái công ty đó mà cũng được là mình đã tích lũy được một ít kiến thức rồi, đúng không? Hồi mình đi học ở trung tâm á, chưa có ra trường mà có đi làm cho bắt tham cho cái anh kia nè. Mà cái anh đó anh chửi, anh nói là tại vì hồi mới học BFB cũng như mấy bạn đâu biết gì đâu, đâu biết nhiều đâu, mà làm cái đó sai cảnh kêu là cái gì đồ đầu đất, nhớ câu đó tới giờ á. Anh chửi xong khóc luôn, cái nhớ tới bây giờ á, thiệt luôn. Mà giờ cũng còn nói chuyện với ổng, nhờ ổng mà mình mới tiếp thu được nhiều cái kiến thức mới, sau này ra trường ra tốt nghiệp rồi mới tự tin đi làm. Cho nên cái lâu chưa hả? Cũng lâu đủ để nhớ chưa quên. Rồi nó lên trên GitHub rồi đó. Mười phút rồi, nó lên 10 phút rồi. Các bạn download về đi nha. Bây giờ mà các mình sẽ in cái hình ra, in cái tên nó ra, in cả cái nội dung ở đây. Thôi nha, đừng chém gió nữa. Bây giờ in hình ha. Add tin rồi nè. Tin thì của mình nó đang nằm trong thư mục tin mà hồi nãy xóa nó rồi. Xóa nó rồi thì phải cho nó trở lại. Trên Z nè, nó có cái hình nữa. Bây giờ nó phải đi vào cái thư mục hình của mình nằm trong này, public rồi image rồi tin tức, đúng không? Thì nó đi public image rồi, bây giờ mình phải đi vào cái thư mục tên là tin tức rồi duyệt. Echo cái tên hình ra. Xong chưa các bạn? Download về đi. Clone nó về. Cho nên đi ra sau này mà đi học xong khóa này đi chẳng hạn. Lên hình rồi đó. Học xong khóa này chẳng hạn mà bạn cảm thấy bạn nói bạn tự tin để đi xin việc thì không có ai tự tin đâu. Cho nên cứ đi xin việc đi đã. Rồi trong quá trình mình làm việc mình sẽ tự tin lên. Không biết để cô kỹ thôi. Bây giờ cô chờ tại vậy không? Không, không, không. Thì cái nào không biết thì cứ nhắn tin qua cho mình, trả lời được thì trả lời thôi. Không hỏi Google á, đừng hỏi mình cũng bằng Google đâu. Google nó sẽ có câu trả lời chính xác hơn nhiều. Trang Stack Overflow ha. Mình hay lên trên đó tham khảo khó lắm. Chiều này mình hiển thị cái hình nó lên rồi đó. Rất là nhiều hình luôn, ở đây thiếu một cái hình nè. Nên nó hiển thị. Thiếu hình ha.
Xong nữa bây giờ in cái tên hình, rồi bây giờ mình sẽ in cái tên tiêu đề cho nó nha, gọi là tiêu đề. Nó du học hè Singapore, chương trình trung học tại Canada. Được chưa? Tiếp theo thì sẽ in chỗ này là nội dung tóm tắt, vì trong cái bản tin của mình có cái phần tóm tắt và nội dung. Nội dung hiển thị ra khi nào mà mình nhấp vào cái tin đó rồi nó hiển thị chi tiết tin. Được chưa? Còn ở cái phần này mình chỉ hiện nội dung tóm tắt thôi. Nội dung tóm tắt, đúng không? Đây là nội dung tóm tắt, trong này ghi là tóm tắt thì mình ghi chữ tóm tắt. Sau nữa Fast. Nó lên rồi nè, đăng ký trước ngày gì đó học sinh sẽ được tặng 6 triệu. Tiếp theo thì chỗ này là tác giả của cái bài viết, nhưng mà trong database của mình không có tác giả, không có tác giả ha, không có cái gì hết, cho nên mình không bỏ đi cũng được, bỏ cái phần này đi, bạn nào thích để thì để, không để để cũng được. Cái này là ngày đăng, trong này có cột là Creative Ad nhưng mà nó đăng luôn hết rồi, xử lý sao? Thêm data cho nó rồi cho nó không luôn thôi, thêm data cho nó rồi sử dụng cái hàm là đây, rồi định dạng ngày tháng cho nó, kiểu là mở tắt PHP ra trước nè. Mình sẽ echo cái ngày, hàm đây này định dạng sao đây, hàm đây này hôm trước đã sử dụng rồi nè. Định dạng kiểu là đây mình dìa đúng không? Đây nè, mình nè, rồi dìa str to time, str to time của cái đô la tin trở tới là creative ad. Sao refresh xem nào, ngày 1 tháng 1 năm 1970. Tại sao vậy? Tại vì cái data trong này của mình nó đang luôn mất rồi, cho nên nó lấy được cái ngày này. Bây giờ giả sử như mình thêm cho nó cái ngày đi thì nó không có ngày này nha. ID tin là 4, ID tin 1 xem nào, lấy cái ID tin 1 nè, nó có định dạng cho mình là ngày 3 tháng 4 năm 2017. Xem nào, xem cái tin 1 thử nó có phải là ngày 3 tháng 4 không ha. Lần đầu học đại học FPT có học bằng tiến sĩ. Đây, lần đầu có học bằng tiến sĩ ngày 3 tháng 4 năm 2017 này ha. Như vậy là mình đã lấy được ngày tháng rồi đó. Các cái ngày mà nó hiển thị ngày 1 tháng 1 năm 1970 á là bị mất thời gian. Tại vì trong database của mình cái cột đó nó luôn. Được không? Bạn thêm data vô cho nó nha. Cái lớp kia về sớm vậy? Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện xíu nữa đã. Mình sẽ viết cái câu truy vấn mà lấy cái loại tin ra ở đây, lấy tên loại tin để hiển thị ra ở đây. Còn cái phần phân trang thì hôm sau mình học cũng được ha, tại vì phân trang nó khó, cho nên bây giờ mình học thì không kịp. Mình sẽ hiển thị cái tên loại tin ở đây. Thí dụ như mình đang ở ID bằng 1 nè, nhịp điệu trẻ. ID bằng 2 thì chỗ này nó phải hiển thị chữ nhịp điệu trẻ cho mình. Được chưa? Thì mình phải viết câu select thì nó mới ra, đúng không? Đầu tiên mình phải viết câu select cho nó ở cái là bay model của loại tin model chứ. Viết cái gì? Public. Function gì đây? Get tên loại tin ha. Get loại tin đi. By ID. Tương tự thì ở đây mình còn phải truyền cho nó một cái là ID loại để mà nó select $SQL bằng gì? Select sao from bảng là bảng loại tin. Ha, que cái gì? Que cái ID sẽ bằng với cái ID loại tin mà mình lấy được. Tiếp theo thì $sys sẽ chọn tới cái phương thức là set query cho nó. Truyền vào đây cô SQL. Rồi xem nữa, return.
Function là phải return ha. $sys cho tới nè. Log round thôi. Tại sao log round? Tại vì mình select theo ID mà. Log round thôi nha các bạn. Tại sao? Ở đây mình select nè. Where ID bằng ID loại thì ID nó chỉ là duy nhất thôi. Cho nên chỉ cần một dòng, bạn chỉ cần log round. Cần tham số thì ở đây bạn cũng phải truyền cho nó cái gọi là array và truyền vào đây là ID loại. Được chưa? Xong làm bài. Tại chưa xong hả? Rồi, đi sau anh cả đâm đi. Vậy khoan hãy làm nữa ha. Các bạn tải đi. Rồi hôm sau có gì hôm sau mình học tiếp cũng được. Hôm sau mình học tiếp cũng được. Lâu vậy luôn hả? Bây giờ cứ tưởng các bạn tải xong rồi á. Không ai lên tiếng hết. Không ai lên tiếng hết. Rồi về các bạn download đi ha, hôm sau học tiếp cũng được. Bây giờ còn lớp nữa các em muốn ở lại học không? Thôi để lúc nào lớp kia học kịp thì qua học lại hả? Thế bữa giờ bạn có sao đâu? 22 bạn. Có con gái không? Không. Vậy không. Cái ngành này con gái ít học quá ha. Con gái ít kinh nghiệm. Không, cô đâu có chọn nó đâu, nó chọn cô chứ. Nó chọn mình á, mình nó chọn nó. Rồi vậy sao? Hôm sau chúng ta học tiếp.